cái mấy 500 gram cái kẹo chuối này nè, một trăm này. Đây đó, cái này là gì vậy? Này là trời, này là gì vậy? Nó lấy em cục đi chị. Đủ. Muốn gì không em? Dưa hấu màu vàng nhiêu ký? 20. Lấy em trái đi. Trái gì ha? Ăn liền hay là chưng? Không, ăn, ăn hấu chưng. Lấy em liền cho. Dưa hấu đỏ. Má, má. Đã không mua trái gì hấu má? Rồi hai cái ta, ủa còn dưa này là có hạt hay sao? Không hạt. Chưng à? Chưng chắc. Trời cái này chưng sớm chưa? Chưng chắc. Chưng lên rồi không ngoan, ngoan nữa. Ngoan ngoan không được đâu. Ăn được thì lấy gì đỏ. Ăn ăn không ngon bằng này đúng không? Ăn không ngon bằng trái này. Mới. Mới à. Đây à, một món này món gì vậy? Chuối Đà Lạt nè con. Ủa mình nhà ở đây Đà Lạt hàng công ty trên bờ luôn. Không mà để nhà nó mình ở đây nó ra bông không? Ra nữa. Đây là mới có ra nè, ra còn ra ra hết luôn á. Cây này cây sống đời nữa phải không? Sống đời này. Mấy cây sống đời màu đỏ với cây này nhiêu cây? Này nhiêu cây? Bán được 90, 100 này. Cái này cũng vậy nữa, bán bằng giá luôn hả? Tôi đang mua một chậu tôi chưng cái chiều mua không mua một chậu chưng ở nhà rồi. 3 4 cần nữa. Lấy cái chậu sống đời này thôi. Lấy chậu sống đời đi. Nó mua nó chưng tại nhắm nhắm nhà. Không mà cái màu vàng này nó không có. Thì em xin chào buổi sáng đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. À, nhân dịp năm mới thì em cũng kính chúc toàn thể của chú anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý. À, và sáng hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo và bên kia đó là sở cứu quả rồi khu nhà phía sau sở cứu quả hẻm 258. Và sáng hôm nay thì Sài Gòn bây giờ là 7 giờ sáng và 27 Tết. Và hầu như ngày nay thì tất cả các công ty đều đa số công ty đều nghỉ Tết khi mà làm hết ngày hôm nay. À, và hôm nay em dẫn cả nhà chúng ta đi chợ nha. Để má đi vô hẻm này nè má. Đây chợ hả? Dạ, à, vô chợ nè. À, hôm nay có sự tham gia của má nè. À, sáng má nói má đi chợ nhưng mà định đi chợ Cô Giang nhưng mà em rủ má đi chợ nhỏ. À, chúng ta đi vô hẻm này là hẻm số 4 ngày xưa nè, hẻm 391 391 Trần Hưng Đạo. Ngày xưa hẻm này bán ốc rất là nhiều. Trong đây có cái chùa, sớm chùa ở trong đây, chùa Thiên Phước. Ở đó má có đi chùa ở đây chưa má? Lần đầu tiên mới đi chợ này luôn. Hôm nay thì Nị đi làm, ban đông nhỏ ở nhà với ông ngoại nên thật ra chỉ có em với má đây. Cái mai nhà mình nở hết trơn. Nở bông bự lắm á. Hẹn buổi sáng vắng. Bây giờ hơn 7 giờ. Là chưa thấy người ta để bông đồ nhiều không? Gần tới Tết là ngày nào nhà nào cũng để vài chậu hoa trước cửa nhưng mà giờ chưa thấy, chắc gần Tết nó mới để. Giờ để sớm quá nó tàn. Ai cũng canh mua hoa trễ trễ không?
Đi thẳng lên trên có cái hẻm quẹo vô. Bên cánh phải thì có những cái hẻm để đi chợ, nhưng mà chúng ta sẽ đi ngang cái chợ, ngang cái ngôi chùa này và đi ngang nhà của anh Danh nè. Má vô quẹo vô hẻm đi má, con đi vòng qua đây vô hẻm kiếm má sao? Nè hẻm này nè, hẻm nào cũng vô chợ hết á. Ba mươi giây con tới liền. À, nhà của anh Danh nè. Nhà đóng cửa rồi. À, có cái hẻm nhỏ nhỏ nữa nè. Rồi, ta sẽ đi vô chợ nhé. À, sợ ra xem hôm nay má mua gì. À, giờ hẻm là hẻm TK sát bên nhà của anh Danh luôn á. Hầu như các chợ hôm nay đều rất là đông, bán rất là nhiều đồ. Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. À, đông người chưa? À, đi theo má nha. Bật hai lạng hả? Má, đây má, sau lưng má. Đây hết chợ, sau lưng. Chợ này hình bàn cờ má, nó những con đường dọc dọc ngang ngang. À, đây bán dép nè. Đây đi ra đường Nguyễn Cảnh Chân nè, đây khu chợ cá. Chợ thịt. Là 45 ha. Ồ, cá hấp. Trên đó cũng ra được, cũng vòng ở đây à. Lấy nhiều lắm.
làm cái gì đó cô? Hả? Dạ. Ủa giờ để cái đâu anh chị? Xin lỗi bà. Chưa thấy bông rồi nhiều hết mà. Bên trái nữa, bên trái đang đi đường kế bên. Mà trái quýt gì đỏ sẫm luôn rồi mà. Trái quýt gì mà màu. Quýt với hồng dịch đồng. Cá sặc đây bác bán cá cũng hả bán cá nhà mình cũng không hảo không à này bán cá nhiều không mang bánh khọt không á mang bánh khọt đó ngày mai mới có bông nhiều không á sao má đi thẳng cũng được cá con cá bông bông là cái gì má cá nặng hơn đây 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 trái cây bánh chuối hả? Dạ. Chị, khá không chị? Ừ. Ủa chị bán thịt đâu rồi? Chị nghĩ hả? Thịt xong rồi. Sao không bán nữa hả?
mà dẫn má đi chợ à, má vợ má nị á, chợ cô Giang nghỉ rồi nên ít đồ á. Đồng chí dạ giờ qua chợ này, chợ này cũng dễ đi. À, ngốc nó ở nhà nay sớm quá, bữa nào dạ. Có cá hồi à? Cái đuối 220 hả? À, rẻ hả? Hả? Mắc hả? Bình thường nhiêu mắc? Làm vòng có mấy hẻm này. Đấy, nó 100g cái kẹo chuối này nè. Một trăm đi. Ủa, làm cho cô chỉ hỏi thôi. Dạ. Cái này là gì vậy? Này là trả trời chứ không phải. Này là gì vậy? Nó lấy em cục đi chị. Trả thủ. Giống đồng bánh tét. Tại ở cha nhà nói á, có con bà cha ấy cho là 25 cái dạng này mới 60. Rồi. 60 với lại 52 là 82. Này lỗ tai ngâm giấm không? Thôi. Không hỏi. Hỏi thôi. Có ăn hay không đâu. Chị nói nhiêu? Chị nói nhiêu? Này 60 là 82. Có không? Có thì cho cô được không? Dạ cô đi chợ đi chút được không? Nhà nó mua mua có để nhà không ai ăn chứ là tới 50. Dạ. 82. Có 2.000 không? Có 120. Có hồn. Rồi có cái cơm kìa. Dạ chị. Dịch 35 à. Trọng gỏi rồi thì ngon. Dạ. Gỏi ra sen. Có mua cá hay mua thịt không? Hả? Nhiều hết màu vàng nhiêu ký? 20. Lấy em trái. Trái gì ha? Ăn liền hay là chưng? Không ăn, ăn không chưng. Lấy dì hấu đỏ. Má má. Đợi con mua trái dì hấu má. Rồi 2 ký 8. Ủa còn dưa này là có hạt hay sao? Không chưng à, chưng chắc. Trời cái này chưng sớm chưa? Chưng chắc, chưng nó rồi không ngoan, ngoan ngoan. Ngoan ngoan không được đâu. Ăn được thì lấy dì đỏ. Ăn không ngon bạn này đúng không?
ăn không ngon bằng trái này. Mới à. À, nhiêu tiền ký? 5-6 ngàn. Lấy em đem qua cho. Cái dưa này biết sao đi chân. Bữa này ăn mì. Bây giờ trả lại 10 ngàn đi. Định có 50 nãy đâu mất tiền. 50 nãy đưa rồi mà. Quăng quăng vô đây. Kệ thói đi. Để quăng quăng vô vậy. Thôi nói chung đương 100 á. 68 mà nãy anh đưa. Thôi 32. Thôi 32 được. 58 ngàn, 56 ngàn. Không, 10 ngàn đưa lại rồi. 10 ngàn đưa lại rồi. Dạ, đúng rồi. 10 ngàn rồi. Có nhớ là ông đưa 100, nó đưa 100. 28 ha, 56 ngàn. 56 ngàn. 56 ngàn thói lại 40. 46. 44 ngàn. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Hãy mua cây bông này. Đây à, con này con gì vậy? Không mình nhà. Đây Đà Lạt hàng công ty trên bờ. Không mà để nhà nó mình ở đây nó ra bông không? Ra nữa. Đây là mới ra nè, ra hết luôn á. Cây này cây sống đời nữa phải không? Sống đời. Mấy cây sống đời màu đỏ với cây này nhiêu cây? Này nhiêu cây? Cái này, cái này. Cái này cũng vậy nữa. Bằng giá luôn hả? Tôi mua một chậu chân cái chiều mua không mua một chậu chân nhà rồi. 3-4 tầng. Tôi lấy cái chậu sống đời thôi. À, lấy chậu sống đời đi. Nó mua nó chân đầy nhắm nhắm nhà. Nhắm nhà cho đẹp. Không mà cái màu vàng này nó không có vàng rực ha. Không. Nó lấy sống đời thôi. Lấy sống đời đi. Vậy nó để cho cái tư tình lâm mình ra tại nhà. Để 3 ngày Tết cho đẹp luôn. Bữa đó coi đây. Mua gì chị Mai? Ăn chua là qua Tết em mới ăn. Lương sách em á. Hết mùa rồi. Dạ. Cây này không cần tưới, đi về gì má. Lại treo để nhà cho vui. Rồi một số hình ảnh ở trong chợ nhỏ rồi hẻm xóm chùa hẻm số 4391 gửi cô chú anh chị và các bạn và xem chơi cho vui nhé. À, này vẫn má đi chợ ở đây nhưng mà má không có quen mua thành ra đi tham quan thôi. Rồi bye bye các anh chị và các bạn, chúc anh chị và bạn năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Bây giờ chúng ta đi về thôi. Chợ nhỏ. Chợ nhỏ cầu kho. Thấy chợ này dễ mua không thấy mòn. Đụng qua đụng lại có thịt có cá có rau hết trơn. Ừ, khổ nổi rau thì không nói rồi. Có thịt có cá những cái thịt không đâu. Cái cá ở nhà mình lại kén. Tôi ăn thịt hoài cũng ngán muốn chết. Mà hình như là cái đó em đưa ra hình á, nó đặt tại em hỏi đó, anh có cắt lương ra cho tôi. Chợ bữa nay em chưa có đông lắm, ngày chưa có đồ Tết nhiều quá, chắc ngày mai không á. Cho nó rẻ hả? Cái chợ cuối cho nó rẻ. Nó rẻ thì nó không có rẻ đâu. Nhưng mà người ta coi người ta mua cái gì xong mua cái gì. Ở đây người
người ta nghỉ Tết là 30 Tết luôn. Bánh xèo ba miền. Bánh xèo cô năm miền Trung. Miền Tây, miền Tây với miền Trung, bị che cái chữ Tây vậy.